hả? Dạ thưa cô. Con ơi, bữa nay cô có công việc cho nên là chắc cô không có đến dạy con được. Dạ cô. Ừ, coi như là hôm nay mình nghỉ nha. Dạ con cảm ơn cô. Alo. Dạ alo ba hả? Alo, ba nghe con trai. Dạ ba ơi, bữa nay cô giáo cho con nghỉ học. Ba trả con đi xem phim Lật Mặt ba, ba chàng khuyết nha. Ok ok. Dạ dạ, con ra đặt vé liền. Em yêu hả? Em nghe là cục cưng. Em bận rồi, bữa khác mình gặp nha. Alo alo. Alo, dễ yêu hả? Chồng yêu, công ty của em quản công tác rồi. Hai vợ chồng mình đi chơi nha. Dạ hả? Ừ, ok dạ. Vậy nha anh. Alo, cưng hả? Hello anh. Giờ anh có nhà, em đừng có qua nha. Trời ơi, sao kỳ vậy, anh nói với em. Thôi được rồi, bữa khác anh bù cho mà, đừng có giận anh nha. Tình quá. Cô ơi, con muốn đặt vé xem phim Lật Mặt ba. Dạ alo, con nghe cô giáo. Ờ con hả, coi như là tối nay cô vẫn đến dạy bình thường nha. Sao cô nói con được nghỉ mà. Bây giờ không có bận gì hết nên cô tới dạy con. Dạo này điểm thấp lắm mà cứ mỗi lần nghe nghỉ là ham mà. Vậy nha. Dạ con cảm ơn cô.